Chào tất cả anh em, mình là Tài Bá Độ. Thì thời gian qua mình sale bô cho xe máy rất nhiều rồi, thì cũng một vài anh em comment bảo mình sale bô ô tô đi. Thì hôm nay thì mình cũng giới thiệu qua một chút về xưởng bô ô tô của mình nhá. Anh em, trước mặt anh em đây là hai cái cầu lông này. Đấy, muốn độ bô ô tô thì phải có cầu lông rồi. Đấy, anh em nhìn thấy không? Hai cái cầu lông. Và bên trong này thì có rất nhiều mẫu bô này, đuôi gió này. Đó. Còn rất nhiều bô nữa anh em nhé, nhưng mà bên mình không có chỗ bày anh em nhé. Anh em nhìn này, chụp sau các thứ này, chụp vuông, inox, rồi carbon. Đây là bô này anh em, bô này bô đô thẳng luôn anh em nhé. Đấy, đây là on off này, on off anh em nhé. Chụp carbon này, chụp kép này, chụp đơn carbon này, đuôi gió cho những cái dòng sedan, đuôi gió cho dòng hatchback này. Thì hôm nay thì mình sẽ quay clip sale những cái bô cho anh em này. Thì những cái bô như thế này thì bình thường mình bán bao cả lên xe khoảng 2,5 triệu anh em nhé. Thì nếu mà anh em nào ở khu vực Hà Nội ấy, đến shop mình ấy, thì mình sẽ sale còn 1,8 triệu bao lên xe những cái mẫu bô như này. 1,8 triệu anh em nhé, tất cả luôn. Đấy, 1,8 triệu những cái mẫu bô này. Cái mẫu bô này thì lổ rất như là hú luôn. 1,8 triệu này theo mình nghĩ là rẻ hơn cả bô xe máy luôn rồi. Bô xe máy bên mình làm cả cổ bảo hơi cái thứ nó phải hơn 2 triệu cơ. Đấy, anh em đến shop mình được sale rất như là rẻ luôn. Còn những cái chụp carbon này thì bình thường là 1,5 triệu này, thì mình sale sẽ còn 1,2 triệu em nhé. 1,2 triệu bao lắp cho anh em luôn. Đó, đây carbon xịn anh em nhé, rất nhiều mẫu. On up thì bên mình đang lắp là 4 triệu anh em nhé. Thì anh em nào qua shop mình thì mình sale còn 3 triệu. On up sale mạnh cho anh em lắp nhé. Đó, rất nhiều anh em cũng yêu cầu sale đi đây on up này. Thì anh em nào qua shop mình lắp bô thì ngoài cái giá mình vừa sale ra thì mình sẽ tặng những cái đuôi cá này em này, đuôi cá lắp trên xe. Anh em đi ô tô thì anh em biết rồi, những đuôi cá này. Cái phần này là phần để thu sóng ấy, mọi người trang trí có đuôi cá và có điện anh em nhé. Cái này nó sẽ sáng này, cái đằng sau nó sẽ sáng. Đây là cái đèn, cái chỗ này là cái chỗ hấp thụ năng lượng mặt trời anh em nhé. Còn anh em nào không lấy đuôi cá thì là mình sẽ tặng cho những cái tem hoặc là những cái sạc, cái ổ sạc các kiểu, còn là điểm luôn. Tóm lại là cứ qua shop mình, thời gian mình sẽ sale trong vòng 1 tuần anh em nhé, thì sẽ có quà và giảm giá cực sâu cho anh em luôn. Ok, cảm ơn tất cả anh em xem clip của mình nhé.